quý vị và các bạn, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước mùng 1 tháng 7 năm 2014 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ. Theo đó, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nhưng không có các giấy tờ quy định tại Điều 135 của luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất, không có các giấy tờ quy định tại Điều 135 của luật đất đai sửa đổi, nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, thì được sổ đỏ nếu có các điều kiện như sau. Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, không thuộc trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất đai. Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, không thuộc trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Để tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội của người thu nhập thấp, Chính phủ dự định sẽ cắt giảm thủ tục theo hướng người mua nhà ở xã hội chỉ cần đảm bảo hai điều kiện, đó là khó khăn về nhà ở và chứng minh được mình có thu nhập thấp. Trong lúc chờ thông qua luật nhà ở sửa đổi để tháo gỡ tổng thể, đồng bộ những khó khăn vướng mắc hiện nay, Chính phủ xây dựng trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết để tháo gỡ ngay một số khó khăn trước mắt, cụ thể nhằm tạo động lực phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới. Theo đó, Chính phủ sẽ cắt giảm điều kiện đối với trường hợp thuê nhà ở xã hội chỉ cần là đối tượng có thu nhập thấp. Đối với trường hợp mua thuê nhà ở xã hội thì đảm bảo hai điều kiện về khó khăn nhà ở và thu nhập thấp. Đặc biệt để đảm bảo nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, đề xuất Quốc hội Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay, giống gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện rất tốt trong giai đoạn 2013-2016 trước đây. Trong đó dành khoảng 50% gói tín dụng tương đương khoảng 55.000 tỷ đồng cho các chủ đầu tư dự án vay, còn 50% còn lại cho người mua, người thuê nhà ở xã hội vay với lãi suất ưu đãi. Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, để thực hiện được lộ trình cải tạo các chung cư cũ trong đợt 1, thì chính quyền địa phương sẽ phải hoàn thành việc di dời các hộ dân, hoàn thành chậm nhất trong quý 1 năm 2023. Tuy nhiên, mốc thời gian này là một thách thức đối với chính quyền bởi việc tạm di cư và chưa biết khi nào quay trở về là một trong lý do khiến cho nhiều hộ dân chưa đồng thuận việc di rời. Bất chấp những căn nhà cũ nát có thể đổ sập vào bất cứ lúc nào. Gia đình bà Ý là một trong số 23 hộ dân vẫn kiên quyết bám trụ tại khu tập thể cũ G6 Thành Công. Lý do bà đưa ra là cần làm việc với chủ đầu tư để biết được khi nào cải tạo, khi nào được quay về. Bây giờ cứ có cái chủ trương đi, đưa chủ đầu tư vào, làm việc với dân là bao giờ quay lại và thời điểm như thế nào, dân hoàn toàn ủng hộ, toàn bộ 100% ủng hộ. Không giống như bà Ý, lý do có hộ không chuyển đi lại nằm ở việc chưa đồng thuận với kết quả kiểm định của khu nhà này. Dù Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn đã thực hiện 2 lần kiểm định chất lượng công trình và kết quả đều đánh giá chung cư nguy hiểm cấp độ D, nhưng họ vẫn cho là an toàn. Thậm chí họ không ở, nhưng vẫn cho người khác thuê. Bản thân mình thì mình cũng muốn gắn bó nhưng mà mình cũng không có cái quyền quyết định gì cả. Nếu mà chủ nhà nói là phải di dời thì mình cũng phải đi. Nhà G6A Thành Công gồm 2 đơn nguyên đều được xác định là nhà nguy hiểm cấp D với chiều cao 5 tầng với 49 căn hộ. Hiện 23 trên 49 hộ dân chưa đồng thuận, vẫn kiên quyết phản đối việc di dời khỏi các chung cư nguy hiểm. Các hộ dân này còn ở lại ngày nào thì cuộc sống của họ còn rình rập nguy hiểm ngày đó và chính quyền sở tại vẫn phải từng ngày kiên trì vận động như thế này. Ủy ban phường vẫn động viên tuyên truyền cho các hộ dân là thực hiện đúng quy định pháp luật là cứ di rời, sau đó rồi sẽ có cái về nhà tạm cư, rồi khi mà tiến hành xây dựng triển khai dự án thì sẽ có cái thống nhất thỏa thuận với cả các hộ dân. Trao đổi với phóng viên VTC, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cho biết quận sẽ tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền tạm cư lần 3 và bàn giao căn hộ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với các hộ dân cố tình chống đối. Việc này không chỉ đảm bảo sự an toàn cho người dân, mà còn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để đẩy nhanh được tiến độ cải tạo chung cư cũ mà thành phố đề ra.
Công tác di rời đối với cả các hộ dân này mặc dù số lượng ít nhưng mà gặp khó khăn hơn rất nhiều vì các hộ dân này đều không đồng thuận. Sau khi có nghị định 69 thì có thể nói là các lộ trình cũng như là các chính sách, cơ chế chính sách đối với cả việc di rời, đặc biệt là đối với các chung cư nguy hiểm thì đã được rõ ràng hơn. Tuy nhiên là có thể nói là xác định cái con đường để mà tiếp tục đi trong cái công cuộc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thì còn gặp rất nhiều các khó khăn, các chông gai. Ngoài 4 khu chung cư cấp độ D của quận Ba Đình tại Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp, còn 6 khu có tính khả thi cao tại Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân sẽ cải tạo trong đợt 1 đều phải hoàn thành di rời chậm nhất trong quý 1 năm nay. Có thực hiện xong việc này mới có thể tiếp tục khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch, hoàn thành chậm nhất trong quý 2, sau đó tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý 3. Và chỉ cần một việc chậm thì lộ trình cải tạo chung cư cũ của thủ đô sẽ tiếp tục chậm. Thưa quý vị và các bạn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, người dân không vay được vốn. Các đơn vị phải tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng, doanh nghiệp ngay trong tháng 2. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp tại các địa phương, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cũng phải lập đường dây nóng, điện thoại, email để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn có trách nhiệm xử lý, trả lời người dân, doanh nghiệp và báo cáo kết quả xử lý về Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, công bố công khai trên trang tin điện tử các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ, tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng vay để khách hàng hiểu và nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay. Cuối năm 2022, trước những căng thẳng về thanh khoản, các ngân hàng đã liên tục tăng lãi suất huy động tăng cao, lãi suất cho vay cũng bị đẩy lên tương ứng. Hiện nhiều người dân, doanh nghiệp đã phải trả lãi suất vay vốn tới 14%, thậm chí có nơi 16%. Và chính vì vậy, hiện Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để giảm lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay, giảm bớt khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Và trong lúc chờ đợi các chính sách đó đi vào cuộc sống, các doanh nghiệp như đang ngồi trên đống lửa. Doanh nghiệp này đang phải vay ngân hàng với mức lãi suất từ 12 đến 14% tùy thời điểm. Lãi suất cao khiến doanh nghiệp phải cân đối từng khoản chi tiêu để giảm áp lực chi phí. Việc mở rộng quy mô nhà xưởng như dự kiến trước đó cũng được tính toán lại. Tức là thị trường không ổn định, lãi suất cao và có biến động bất thường. Thì là lúc này là doanh nghiệp là tập trung vào việc là hạn chế đầu tư một cái số tiền lớn lập tức. Tức là nếu mà có nhu cầu mà mở rộng là để đáp ứng các đơn hàng thì là doanh nghiệp tập trung vào việc là thuê trang thiết bị, thuê nhà xưởng chứ không có mua. Tại vì nó sẽ tránh cái trường hợp là mình phải đầu tư một số tiền lớn rồi phải đóng cái lãi suất cao mà trong khi đó thị trường bấp bênh thì lúc nào doanh nghiệp cũng phải ưu tiên cái việc là giữ cái nguồn vốn, giữ nguồn tiền mặt để hoạt động. Các doanh nghiệp cho biết hiện tại đã có room tín dụng, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tiếp cận vốn từ ngân hàng. Tuy nhiên họ lại không mặn mà vì vay vào thời điểm này rất nhiều áp lực khi lãi suất ngắn hạn ở mức cao trên 10%. Cái khó khăn ở cái chỗ là chúng tôi có cái lãi suất mà vay khoảng 10%. Thì với cái 10% đó không thể phát triển được doanh nghiệp, không thể phát triển được, không cạnh tranh được với cái sản phẩm ra thị trường. Vì chúng tôi có một số cái doanh nghiệp là phải nuôi trồng để ra sản phẩm. Thì với cái lãi suất 10%, không đảm bảo được cái tiền lợi. Và cái lợi nhuận của doanh nghiệp hiện nay là đang bị sút giảm rất là lớn. Vốn vay ngân hàng bây giờ vậy đó, không phải là riêng ngành da giày mà tất cả các ngành đều ngại cái vay ngân hàng, cái lãi suất rất là cao, muốn xoay sở những việc khác để lo cho người lao động nhưng đụng tới ngân hàng khó là một, lãi vay cao là hai, thì làm sao làm được cái gì? Đó, thì là khó chồng khó. Lãi suất cao khiến chi phí đầu vào của doanh nghiệp gia tăng, trong khi đó sức mua của thị trường còn chưa phục hồi kể từ đại dịch. Chính vì vậy cộng đồng doanh nghiệp đều mong mỏi lãi suất vay ngắn hạn có thể giảm về mức 6% đến 8% như trước đây để giảm bớt gánh nặng trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Việt Nam đang tiến hành các thủ tục để đàm phán xuất khẩu cam sành và các loại trái cây thuộc nhóm cây có múi gồm bưởi, cam, quýt,
tranh để sang Trung Quốc. Đây được xem là giải pháp ổn định lâu dài nhằm tránh tình trạng được mùa mất giá, đến hẹn lại giải cứu như đang diễn ra đối với cam sành trong những ngày qua. Cụ thể, liên quan đến việc tìm đầu ra cho cam sành, mặt hàng đang ứ đọng tại Vĩnh Long và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương cung cấp thông tin kỹ thuật, sản phẩm trái cây có múi có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc. Hạn chót để cơ quan này tiếp nhận thông tin là trước ngày 1 tháng 5. Từ trước Tết Nguyên đán, tình hình tiêu thụ cam sành gặp khó khăn. Giá cam sành liên tục giảm, tại vườn dao động từ 2 cho đến 5.000 đồng trên 1 kg, trong khi chín chỉ từ 1 đến 3.000 đồng trên 1 kg. Để hỗ trợ người nông dân tiêu thụ cam sành, một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã chỉ đạo ban quản lý các chợ chuẩn bị các điểm kinh doanh cam sành miễn phí. Các hệ thống siêu thị cũng tăng cường tiêu thụ cam tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Được biết loại cam sành đang được giải cứu, rầm rộ chủ yếu dùng cho nội địa, cung vượt cầu, khó xuất khẩu vì mẫu mã xấu. Thưa quý vị và các bạn, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2022 đạt khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ của năm trước, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa nhận định tình hình trong năm 2023 sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn do chịu tác động của nền kinh tế thế giới. Khánh Hòa hiện có khoảng 183 doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong đó, mặt hàng nông, lâm thủy sản chiếm tỷ trọng cao nhất. Trong tháng 1 vừa qua, các doanh nghiệp này đã bắt đầu phải đối mặt với thách thức khi các đơn hàng bắt đầu có dấu hiệu giảm và dự báo sẽ kéo dài đến giữa năm nay. Đối với doanh nghiệp của chúng tôi là sản xuất hải sản thì tôi cho rằng năm 2023 cái thị trường xuất khẩu của bên tôi có nhiều khó khăn. Thì hiện tại thì doanh nghiệp đang xuất khẩu vào thị trường của Mỹ, thị trường của Úc, thị trường châu Âu và thị trường của Nhật. Thì với tình hình lạm phát và cái việc gia tăng cái nền kinh tế của các nước cũng đang có phần khó khăn thì điều này nó cũng làm cho các đơn hàng của chúng tôi cũng giảm đáng kể. Việt Nam đã ký kết và tham gia đàm phán 17 hiệp định thương mại tự do. Đồng thời, thị trường Trung Quốc cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại và chấp nhận cho nhiều mặt hàng xuất khẩu chính ngạch. Song, các thị trường xuất khẩu chính của các doanh nghiệp là châu Âu, Mỹ, Nhật vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn trong năm nay. Cùng với đó, chi phí đầu vào tăng cao đang làm cho sức cạnh tranh của doanh nghiệp giảm đi. Cái tác động của cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine vừa rồi chúng tôi đánh giá nó rất là lớn. Thì để mà có thể giảm bớt cái rủi ro phụ thuộc vào các cái thị trường chính quá thì chúng tôi đã tăng cường các cái kênh thương mại, kênh phát triển thị trường, trong đó có cái kênh Alibaba để phát triển qua các cái thị trường khác. Thì đối với thị trường Trung Quốc vừa qua thì thật sự thì chúng tôi đã, ban lãnh đạo của công ty đã có cái chủ trương và định hướng phát triển thị trường Trung Quốc. Để thúc đẩy xuất khẩu, các doanh nghiệp đang chờ đợi chính sách hỗ trợ về vốn vay, lãi suất, tiếp tục tháo gỡ các khó khăn trong thủ tục hành chính nhằm giúp doanh nghiệp có đủ nguồn lực, thời gian để đầu tư vào sản xuất và xuất khẩu hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành công thương cũng tích cực phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, cung cấp thông tin về chính sách, thị trường cho doanh nghiệp để tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Các cái doanh nghiệp khai thác tối đa các cái FTA, đặc biệt là các FTA mới. Và các cái FTA mới này thì cái dòng thuế của Việt Nam sẽ thấp hơn các nước trong khu vực. Đó là một cái lợi thế cho các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và doanh nghiệp của Khánh Hòa nói riêng xuất khẩu các cái mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, mặt hàng tôm đông lạnh. Thì sau khi có hiệp định RCEP thì Khánh Hòa xuất khẩu rất là mạnh. Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 1 tỷ 750 triệu đô la Mỹ, tăng 9,4% so với năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Để được kinh doanh bày bán các sản phẩm là thực phẩm chức năng nhập khẩu, các doanh nghiệp, nhà thuốc phải tuân thủ nhiều quy định của pháp luật như sản phẩm phải có đầy đủ giấy tờ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, có tem nhãn phụ tiếng Việt. Thế nhưng, phớt lờ những quy định này, nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng
phi nhập lậu đang được bày bán công khai tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội. Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.